Vì một giấc mơ, cậu bé 8 tuổi quyết tâm đi tu và cư xử như một nhà sư 68 tuổi. Nhà sư trẻ Ken Rapp này chỉ mới 8 tuổi và sở dĩ cậu bé này lại sớm bước vào con đường tu hành là vì lúc 5 tuổi, cậu chợt nhớ về tiền kiếp của mình là một vị lão sư đã 68 tuổi. Vì vậy cậu ấy không hề do dự mà đã chọn con đường tu tập và trở thành một tu sĩ. Câu chuyện kỳ lạ này nhanh chóng trở thành chủ đề được dân làng truyền tụng. Những hành động của cậu làm họ tin chắc rằng Ken Rapp là một nhà sư 68 tuổi. Bởi vì thậm chí anh còn nhớ lại tên tuổi và địa chỉ của từng người thân trong kiếp trước của mình. Nhà sư Ken Rapp đã tìm thấy họ và đến giờ anh và mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng những người thân này sẽ đến ngôi chùa nơi Ken Rapp đang tu hành để thăm anh ấy và cùng nhau cầu nguyện. Tại thung lũng Jankha có một tu viện nằm nép mình giữa vách đá treo leo. Nơi này dường như thuộc về một hành tinh khác, bởi trong tu viện, các nhà sư vẫn tuân theo cuộc sống với những giáo luật tương tự như thời Trung Cổ. Tu viện Phúc Thọ là một tu viện biệt lập nằm ở phía đông nam tiểu khu Jankha, quận Ladakh, Ấn Độ. Công trình này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và bùn ở lối vào của hang động tự nhiên trên hẻm núi. Từ xa nhìn lại, tu viện này trông giống như một tổ ong khổng lồ trên vách đá. Nơi đây có khoảng 20 nhà sư thiếu niên với nhiều lứa tuổi khác nhau sẽ cùng sinh sống, nghiên cứu kinh sách và triết học với những vị lão sư. Họ còn cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Vào mỗi buổi sáng, Ken Rapp và đồng đạo sẽ mặc trang phục tăng nhân cùng rửa mặt bằng nước lạnh đựng trong một cái chậu kim loại cũ, sau đó băng qua hành lang từ mờ sớm để đến lớp học cùng lão sư. Tu viện này sẽ dạy cho những nhà sư trẻ những môn học truyền thống và hiện đại như khoa học tự nhiên và xã hội, toán học, tiếng Hindi, tiếng Anh, tiếng Tây Tạng, triết học, Phật giáo Tây Tạng và y học Tây Tạng. Trong số những nhà sư trẻ thì Ken Rapp được xem là nhà sư nhỏ tuổi nhất trong số họ. Nhưng khả năng hiểu và nhìn nhận thế giới của cậu hoàn toàn giống với những nhà sư lớn tuổi. Thậm chí lời nói và hành động của cậu ấy cũng trái ngược hoàn toàn với các nhà sư trẻ khác. Cậu luôn miễn cưỡng né tránh khi những nhà sư nhỏ khác muốn chơi với mình và dùng lời lẽ của một vị lão sư 68 tuổi để kể cho người quay phim về những ký ức tiền kiếp của mình. Theo lời kể của Ken Rapp, kiếp trước cậu ấy là một vị sư già đã 68 tuổi trong một chuyến du hành cùng đồng đạo đã bị tuột lại phía sau và bị chôn vùi trong lớp tuyết lở. Sau đó ông ấy đã được luân hồi sang kiếp này và sinh ra tại làng Skin để tiếp tục cuộc sống tu hành. Tại tu viện này, mỗi nhà sư sẽ theo đuổi những triết lý của riêng mình bởi họ tin rằng mỗi thứ đều tồn tại bởi sự nhìn nhận của chúng ta. Giống như một cây liễu cũng có tâm hồn của riêng mình. Bởi ban đêm, lá của chúng thường khép lại và một khi vỏ cây bị làm tổn thương, những chiếc lá sẽ dần dần khô héo. Con đường duy nhất có thể dẫn đến tu viện này là một con đường gồ ghề bên vách đá treo leo. Những nhà sư ở đây đã hợp sức cùng nhau khuân đá mở đường, dòng dã suốt 25 năm. Bởi vì những khách hành hương muốn đến được nơi đây chỉ có thể dùng cách đi bộ. Họ muốn các tín đồ hành hương có thể thuận tiện hơn. Tuy công việc này rất cực khổ khi phải dùng những công cụ thô sơ, không có máy móc hiện đại, nhưng mọi người đều làm việc rất vui vẻ, không một lời than vãn. Họ dùng tiếng cười đùa vui vẻ cùng nhau để xua tan mệt nhọc. Nhờ công sức của những nhà sư, con đường này hiện tại cũng đã được sửa chữa bằng phẳng và dễ đi hơn trước. Để rèn luyện và trưởng thành, các nhà sư trẻ tại tu viện này mỗi ngày sẽ cùng nhau lên núi để kiếm củi. Đây cũng là một công việc khá vất vả. Vì phải đi qua dòng sông băng khá trơn, thi thoảng còn phải trèo qua một vách đá dựng đứng. Sau khi lấy củi xong, các nhà sư trẻ này sẽ cùng nhau đến vách đá để lấy nước mang về để phục vụ những sinh hoạt thường ngày của tu viện. Vì mặt đất quá trơn nên Ken Rapp đã suýt bị ngã. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của vị nhiếp ảnh gia, cậu bé mới có thể đứng vững. Khi đã hoàn thành mọi công việc, họ sẽ cùng nhau quay trở lại tu viện và tự nhóm lửa để đun nước và rửa chén đĩa phụ mọi người. Đây là cách để những nhà sư nhỏ có thể rèn luyện và tự phát triển. Còn công việc nấu nướng sẽ do những nhà sư lớn đảm nhiệm. Các nhà sư nhỏ chỉ ở bên làm những việc lặt vặt để giúp đỡ họ. Thức ăn của những nhà sư nơi này thường là bột và gạo. Họ không bao giờ ăn thịt và uống rượu, bởi tu viện này tuân theo quy tắc ứng xử nghiêm ngặt của Phật giáo Trung Cổ. Không ăn mặn, không nói dối, không trộm cắp, không vu khống, v.v. Đức tin của họ ở đây là lòng từ bi thương xót chúng sinh. Vì thế, trước khi dùng bữa, những nhà sư ở đây sẽ cho bầy chim ăn trước. Chú của Ken Rapp
cũng là một nhà sư đã từng đến Tây Tạng và cảm thấy rất tự hào nếu được đặt chân đến vùng đất Tây Tạng linh thiêng huyền bí ấy. Ông đã nói rằng sau khi ông mất đi, những gì còn lại của ông sẽ được truyền cho Khen Ráp. Bởi những nhà sư ở đây xem việc truyền lại những quyển sách của mình sau khi qua đời giống như một cách kế thừa. Tuy mới 8 tuổi nhưng không giống như những đứa trẻ đồng trang lứa. Khen Ráp rõ ràng rất thích cuộc sống của một nhà sư, bởi khi được hỏi rằng cậu ấy có muốn tìm kiếm những điều mới mẻ tại một vùng đất khác hay không, vị nhiếp ảnh gia luôn nhận được lời từ chối từ cậu bé này, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa thường rất thích khám phá những điều mới mẻ. Khen Ráp cho rằng tại đỉnh núi này chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng, tìm thấy niềm tin, bình yên và hạnh phúc. Mỗi năm những nhà sư nơi đây sẽ đến những ngôi làng 4 ngày để cầu nguyện cho dân làng. Họ được chia làm 3 nhóm và mỗi nhóm sẽ được dẫn dắt bởi 2 vị lão sư. Mỗi lần đến ngày cầu nguyện, Khen Ráp đều rất hào hứng bởi cậu ấy sẽ có thể gặp được người thân của mình. Cơ hội này mỗi năm chỉ có được một lần. Sau một hành trình dài, Khen Ráp đã được quay trở lại nơi mình sinh sống và ôm lấy em trai đầy phấn khích. Dưới sự dẫn dắt của một lão sư, Khen Ráp đã tiến hành cầu nguyện cho ngôi làng của mình. Cậu ấy xin thần linh phù hộ cho gia đình mình và ruộng nương trong làng được mùa bội thu, vật nuôi phát triển khỏe mạnh. Chỉ khi ở nhà, Khen Ráp mới tỏ ra giống như một đứa trẻ 8 tuổi, hồn nhiên bên gia đình nhỏ của mình. Sau khi cầu nguyện xong, cậu ấy bắt đầu đùa giỡn vui vẻ cùng các nhà sư nhỏ khác. Những hôm tuyết rơi khá nhiều, căn bệnh quai bị khiến Khen Ráp đau đến rơi nước mắt. Nhưng cậu vẫn kiên trì cầu nguyện và làm những công việc như bình thường. Sau hành trình cầu nguyện, những nhà sư đã lên đường trở về tu viện. Con đường trở về lúc này tuyết rơi dày đặc, ngập đến mắt chân. Khen Ráp mặc bộ quần áo mà cha đã may cho cậu ngày hôm kia, theo mọi người trở về. Vừa đi vừa hát những bài Phật giáo như một đứa trẻ ngây thơ. Khi đi qua một đoạn đường dốc, Khen Ráp lại có hành động như một ông lão 60 tuổi, với từng bước di chuyển thật cẩn thận. Cậu ấy nói với nhiếp ảnh gia rằng, khi đi trên con đường này, bạn không thể sợ hãi. Nếu nghĩ mình gục ngã, chắc chắn bạn sẽ bị ngã. Nhưng nếu nghĩ rằng mình có thể làm được, thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua. Mọi người phải làm cho trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cách nói của cậu giống hệt như một ông lão. Tu viện Phúc Thọ lúc này bị tuyết phủ dày đặc khắp nơi. Tất cả những nhà sư từ lớn đến nhỏ đều phải dùng xẻng để xúc tuyết. Họ không hề than thở mà vừa làm vừa vui đùa với nhau. Một số nhà sư tuy lớn tuổi nhưng tính vẫn còn trẻ con đã chiêu đãi mọi người một trận cười nghiêng ngả. Họ xem những công việc lao động và tập luyện này là một niềm vui. Sau khi loại bỏ lớp tuyết phủ, những nhà sư lại cùng nhau đi bộ trở về tu viện để tiếp tục tu tập. Khen Ráp nói rằng ngôi chùa này như một ngôi nhà ấm áp mà cậu ấy sẽ dành cả đời tu hành nơi đây để cầu nguyện cho tất cả mọi người. Luân hồi chuyển thế là một vòng tuần hoàn và nhà sư 68 tuổi từ kiếp trước vẫn chọn cho mình con đường tu hành tại kiếp này để cầu nguyện cho chúng sinh. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.